Cái bạn nào mặc áo hồng mới bắt lại cho tôi. Đi lấy đồ ăn mà không có mua. Ai muốn ăn nhiều quá kìa. Nope. Ủa con có mít vậy? Trời ơi, có hàm độc mà không cho người ta khác ăn. Đây, đi cái này ăn phải ăn mít mới đúng rồi. Đây, đưa mít coi. Đây đi. Có hàm độc rồi. Không. Để nó đi, để nhét vô đi. Hả? Xếp hàng chụp hình. Vâng này. Vâng. Đứng ngay đó đi. Mình có hái nhiều không? Không. Không. Ai ăn đâu, tao không ăn đâu. Ăn bài trái vậy. Không thích cho lắm. Nó mới nằm trong vườn mít có lý hơn nữa. Vườn mít biết ra quanh năm suốt tháng. Nhưng mà đây có trồng được không? Ai mới trồng được? Không trồng được. Qua wow. Đi này có lý không? Ăn ăn mít là có lý. Là mình đi. Còn câu này ăn uống ngọt nó hèn được. Nó thấy mặt mình là sao vậy? Cầm bài. Cầm bài. Lấy lại bằng ai. Mấy thằng kia tía già. Nó đâu có thằng chát đây đâu. Tại sao nó nó có like chứ. Tao biết ở đâu không. Cây nó ra cây mít. Cây nó ra mít nó nói mình đốt trong cây mít nó tại sao ra cây mít. Mỹ đâu. Not only nó suốt ngày cứ rủ đi hai trái cây. Dạ? Không những mà mình không không những là mình ăn mà mình không ăn mà mình không mua. Con em mẹ á, tụi nó hái ghê lắm. Lúc mà nó mới một tuổi dắt nó đi hái dâu á. Ba nó ngồi xuống nó cũng mở hương mở cho nó hái. Lo ăn ai dạy cho. Lo ăn ai dạy cho nó hái. Ê đi gấp đi. Mai mốt mua căn nhà bên cạnh này nè. Tối nào cũng ra. Hái đèn pin ra đi hái lợ hái cơm. Ừ. Anh trừ cơm. Ê tối á mình ghé ngang vô đây hái. Trừ cơm. Ê cái chỗ này nó có cho. Trả tiền cái nhà đó qua đây hái. Đây 12 giờ đêm á, tối nay mình trở lại. Mỗi người mang theo cái đèn pin nè. Đứng đây nè. Get it. Get it. Bước đó. Như trò chơi á. Đó, nhìn hai cha đó giống hai cha. Rồi, việc việc đương chặt trùng xuống. Cái nhìn hai cha. Ôi hay quá. Nhìn hai. Ăn thử. Ăn lên. Bỏ nguyên nguyên cái nào nuốt á. Có chừng nó bị chốc luôn. Nó chốc thiệt á. Tròn quá, nó chốc. Ô ông, oh my god. Shit. No. Này mở ra cho anh ăn chứ đâu phải cho nó. Nó mẹ cái nào có hộp. Mình mới ra chút xíu mà nó cho mồ hôi. Very hot temper. Rồi cán nhà anh nhỏ lúc miếng cho mày ăn. Nhà nhà có bị nhiều bệnh tật nó dễ mày cũng bị dễ mày cũng chịu ăn nữa. Đấy là cái xế này. Ba, step on the side, ba. There you go. One, two. Look at mommy. Oh wow.
Đất của nó kéo dài kìa lên. Cái kìa. Qua mấy cái swing là làm vui chứ. Làm. Cố của mình làm được cái này nè. Phải có cái cây rõ. Nó có swing. Chỗ này á thiếu biết thiếu gì không đây lên. Rất là thơm mộc trong con ít luôn. You know what they missing? Oh. Animals.